Chào cả nhà chơi. Chào cả nhà. Bữa nay đi dân cá lưới. Dân cá dữ rồi. Bữa nay lại nghe cái hầm dữ cả nhà ơi. Hầm này là cỏ bích luôn. Giờ cha với mút xuống có cái lưới hái đó kìa. Rồi chặt. Chặt lặn tới rồi mình bủa. Hầm này là cá cụ không đó. Hầm này hình như là 3 năm 2 rồi thấy gì đó. Hai năm ngoái cả nhà là mình có cha có dăng ở đây nè. Để qua đêm á, dính cáo quá trời luôn. Cái hầm mắc ta lưới này. Mắc thêm ta lưới nữa. Giờ có cái đường trống mà. Rồi ông Út chặt dài qua bên bờ bên kia. Rồi bủa. Này chắc ta bơm quá. Bơm tứ. Cá tập hợp lại nha. Hỏi cho cá lại kìa. Ok. Cá một sức mà. Cá này là đó. Lâu mà cá bự lắm nó mốt. Ba cá. Hầm này nếu mà dính cả nhà là cá con nào con nấy là chắc cũng bự lắm đó. Ông mốt cá gì ụt quá trời ông mốt. Hả? Có gì cá trắng ụt quá trời kìa. Cá dồ. Cá dồ hả? Đó, thấy không? Cũng bự ghê ha. À, ông nhắm ngay quả luôn nha. Ngay quả phải không? Ừ. Không đập tá đi. Rồi cái tôi bủa ra theo. Tài lưới này tới bả không kìa? Tới. Tài lưới này chắc khoảng cỡ 30-40 thước quá. Lưới nó cạn mà. Cái mé cạn mà ngoài nó sâu lắm. Sâu lắm rồi. Lưới này mà mấy phân kìa? Này 7 phân. Bắt dạ, dính cá, dính cá là cá cụ không đấy. Lưới này là năm đó dặn dính con cá ta 2 ký mấy nè. Ở trên giữa không Út? Tại không đi đường nào. Xét bên đó luôn hả? Dễ không? Dễ không? Cũng cho hơi dậy quá. Lâu quá nó gì ra mà hết bò anh. Ai mà ra đây ha? Có xuồng. Khoảng cỡ 10 người nuôi bò á xin ba. Là rồi ra đây ruộng. Xuồng trong này nè. Dạ. Cắt mình ra đó mình đậu ra đó. Thôi bây giờ mình cũng bị nuôi bò đi. Khổ quá khổ. Thấy gâu vàng thấy ba. Nó canh nữa ba. Gâu già này là ăn nghe nói nhất phải không hả ba? Là vô dành ghê. Muốn kìa, lắc hay muốn không ngon vô ăn thôi. Gâu già chứ không muốn luộc. Gâu muốn này cũng lâu năm á cả nhà. Giờ nó dày quá dày. Trong đây không ai động thì nó cũng nở hoài. Ủa chưa? Chặt ngay hai ông chặt hai bên cho bự. Nội tao á. Lên như thấy lục rồi. Nguyên cái hầm. Trước người ta nuôi cá, giờ người ta nghỉ nuôi. Giờ bỏ hoang. Sạch hết trơn, cái mình ruộng ra cho đất trống, cái mình trồng rau nhút mà mình trồng hàng vậy đó, trúng dữ dằn. Này không ai dám bằng, sợ giữa chừng cái đầu lại. Đó, đó, cá dữ dằn ha, à, động vậy đó là cá dữ dằn luôn, ụt á. Dưới đó dẹn dữ lắm đó Mút. Có cục đá dưới đó mày. Này cắt cũng hơi chua rồi nha. Ừ, nãy hai ông cắt không bổi rồi. Đó, đó, ok cá. Bên trai vậy đó. Cái này mà dính con cá rô nào lấy chất cạnh cạnh không ba? Cái này bổ xuống là nó dính mà coi.
trống rồi nó ra nó hết nè, thả thức ăn chứ. Ủa luôn, cái đó, từ nó còn qua giữa không, tao cột lại để nó phịch lên. Cái chỗ này mà mình chơi đóng chà chỗ này dữ dằn luôn rồi cha. Mốt nó mất tiêu rồi. Đụng chặt lại gai. Từ nhà mà chạy ra đây cũng xa cả nhà. Hết 2 lít xăng rồi ba. Chiếc lít đó. Hết hồn bây giờ. Ăn cái lá không bóng ngâu nữa. Cá bự bự không á. Người sợ đi. Sợ sợ cái nào nó nắm gì nào gì trên thì nắm gì trên hoài vậy đó. Cá ục này cái lỗ đó quá trời cả nhà. Ông Út đi xéo xuống xuống ta. À, ông chặt đâu đó. Xéo bọc lên. Đi bọc lên. Đi hết lưới luôn. Đâu biết đường đâu đi. Ờ sở gì trên thì sở thì trên hoài nha. Để nó chéo. Giờ cha dưới thêm ba xả ra nha. Ba xích lên lần này ba để nó vô trong cái mé. Ừ. Đúng rồi. Qua trái ok, chút xíu ok. Rồi, qua trái đi. Qua trái hả? Qua chặt vào bên trái đi. Rồi. Qua bên trái chút xíu qua. Nó hơi lạnh vô rồi. Cái này càng xả ra nhiều cái nó càng nặng nữa nha. Nhà nó có dính cá ở nhà mà không biết cá gì. Cái gì đây? Ồ, cá cù phi. Họ hai ba con cù phi luôn. Nó ra gì vậy cha? Cái này là vô bánh cù phi nghe cả nhà. Ồ, ba con luôn. Nó nói là mới bố con khúc là lắm rồi đó. Không xách cái gọng lên. Lấy cái gọng xuống gỡ cá khô phi cái nhà.
cá gì đấy. Ông cá gì mới dính nữa. Rồi sức rồi. Còn còn. Vô phi. Phi. Vô phi bự không à? Bây giờ mình có nhìn cái ăn cho hết nhất. Ở đây mà chắc nóng chả chắc cô phi dính nhiều á. Đâu ô chùm nữa. Nguyên chùm ba con cả nhà. Nguyên chùm. Ở dưới thì cũng khó gỡ hơn. Dưới nước khó gỡ. Khó gỡ. Cha thì sợ để lâu nó chết á. Đỡ rồi cho sống lên giường bán. Bán. Chút là bổ xong là để khoảng cỡ hơn nửa tiếng ở nhà rồi xong rồi kéo lại. Kéo cái mình gỡ lại gai. Nó cứ gô động rồi vậy ha. Cái gô động rồi. Nãy giờ là 4 con rồi đó. Ủa. Khi thì gỡ là gắt lưới hết vậy. Chế không. Con rất bự. Cá bự. Bành kỳ. Thọt cái tay vô cái họng nó không dãy hả em ba? Bây giờ cái ngoài đó. Chú lên ổng cái hàm nữa kìa. Ổng hay vậy? Chặt thành đường thẳng cái mình bổ lưới chú lên. Vừa chặt vừa bổ. Chặt bổ. Tôi muốn giữ chặt. Muốn không à? Đây là muốn thì cắt cỏ cho bà ăn đã. Hai người muốn bán tiền nhiều hơn tha lưới. Dạo này dính mấy con? Hoàng cá. Cái gì? Cái dẫn hay gì? Mấy bữa dính nhiều chớ có ì hú gì hết. Lo... Dính nhiều tôi lo tao mừng chết. Hồi sáng đi sớm rồi chiều tối mới về thôi. Bởi vậy? Hôm bữa chú dần lưới dính cá he nhiều cả nhà. Cá he mà 30-40 con. Ăn đã luôn rồi hả? Vậy con nè. 4 con ký mà 30-40 con hả chú Linh? 30 con. Dữ dằn. Vì gần cả chục ký rồi. Ở đó là thẳng luôn nghe không?
Cá phi. Mới bữa đó. Gỡ con chậm đó thôi. Được không? 2, 4, 6, 8 con. Chậm khúc lưới hả? Thức lưới là 6, 8 con. Chỗ luôn mà, hết lưới thôi rồi. Cái này ta bỏ tới sáng chắc. Hết vỏ luôn đi. Bỏ luôn á. Ừ. Bỏ luôn, bỏ tới luôn. Bỏ luôn hả? Ừ. Bỏ luôn. Khải. Cậu dính nhẹo con nữa rồi. Chìm hả cha? Bỏ tới sáng người ta lưới chìm dưới đáy dưới luôn. Chết hết. Sình này chết rồi. Nếu mà dính lưng không là chết. Tụi con một tay kìa mà. Thẳng tới luôn. Mệt. Mệt rồi. Nghỉ mệt đi. Vào phao à, hả nó luôn à. Cái này phải về bồi dưỡng vô ông Út mới được. Nó cằn cày cày rồi bị ổng còn sức. Chưa? Hả? Ủa chưa? Ủa nãy giờ mới có phút à. Rồi tôi trả lại nè. Chắc là ông đi chặt. Để sửa sửa lại rồi cái xuống thả kìa đi. Kéo cái nữa. Bữa thả lưới bốn. Dạo 50kg. Có lên con mạnh. Lưới bốn một mặn hả hai? Ba mặn hả? Mặn cái cọng dây lòn xuống mấy tháng. Lội nó có tạo hình của mình lên. Hình nó quay. Bây giờ tao quay cái đầu xuống. Lội nó phình cái phao lên khó lội. Chạy lên bộ thí. Còn dính hai cái tay là được à. Cái này lội một lần rồi cái nhộng ta bủa một phần đi gieo bệnh á. 14 cái tao bên này tao hăng chạy tuốt bển rồi tao hăng trở lại. Ai là mình mỗi cái dẹt trần ai. Ngặt con cái bây giờ mình dạt nó có đường sẵn đi mai mốt có ra ủa khỏe rồi. Trời ơi bữa một nó bích lại. Nó bích mà điều nó có đứt ngang rồi. Ngang mình dễ lỗi. Cha bản giờ cũng xong rồi cả nhà ơi. Giờ đợi nha. Đợi cái thành quả cả nhà. Nãy giờ cũng gần cả tiếng rồi cả nhà ơi. Giờ kéo tờ lưới này lên nha. Dạ, ông Út gỡ cái máy đó. Gỡ cá ông Út ơi. Tờ lưới nhịp nhịp kìa. Nãy giờ dân được con tay cả nhà. Gút lại nổi không chứ ba. Thêm 3 phần. Đó. Phải không? Đâu phải. Nặng. Tại nặng. Cái gì nặng nhỉ? Rút á. Rút nó nặng nó bực bực. Ngu quá. Khúc này đấy thôi. Khúc này không dính. Nãy dính hết rồi. Khúc này nãy dính 7-8 con vậy đó. Cú phi. Có hay ngay chỗ đó hay chứ? Không thấy con dính hết cái gì rồi mà. Kỳ à. Ngu rồi. Trong phòng có nhiều cá đó. Không. Mới thấy im lắm mà. Ông cũng không lại trời nữa kìa. Coi. Răng hồi nào đâu mới vô lại. Răng sáng giờ nè. Răng sáng giờ cũng lâu lâu rồi. Đúng tiếng về à. Sao chất quất rồi đây nè. Quất rồi hả? Ừ. Còn thấy dính chân kìa. Nãy mới bữa dính là 7-8 con cá rô phi rồi.
Cũng hết cái gì rồi, mẹ mất tiêu quá đây. Thả ra bãi hả chú Linh? Thả ra sao? Thả mà người không ha. Ừ. Kì á. Nhiều thứ vô duyên hả? Vô duyên hả? Mới được xuống im lắm á. Nửa tay lứng rồi. Lẽ đi ngủ nữa rồi. Ghê hả? Mình đi nãy giờ ai thăm hết rồi. Rồi hết rồi. Ghê vậy trời. Ghê trời. Chứ mới đưa xuống thì im lắm đó. Đó im quá hang mà. Ừ. Vậy? Sáng dậy mà. Chút coi dính 5-6 con gà nụ mà nó giờ phăng lên hết tay không có con nào. Mới dần xuống dính rồi. Câu nào gian bỏ luôn nè. Dùng dùng bên chút này luôn. Dùng lên lục bình luôn. Lục bình á. Trời ơi, mà cái gà muốn đó mà nó đè luôn qua lục bình đẹp luôn. Rồi đó, tặng lục bình thôi, giờ con muốn nhận quá đi vô này nhỏ. Được mấy con cá đó. Bình sao? Muốn con lùa cá vô trên. Trời ơi, dính cá bự rồi. Ô, quẹ dính cá cây. Kỳ ta cái này kỳ ra im quá cần im luôn rồi à, lật quá con cá nó lên nước không được nó không ở nó không lội đi đâu chứ nó không lội quá nó không lội đi kiếm ăn được chứ bởi trong cái chỗ nào thở trên không nó không chắc giờ không được chỗ này nó thở chỗ này cái gì trời ơi ha nó dính đó nó à lên ngớp cũng như giống thịt nuôi trong hầm vậy đó khoảng chấm này nè lâu lâu cái à, bữa hai bữa thì có ba thằng ấy nó ra câu cái gì vậy cái bọc nó rồi cái gì đâm không không thấy luôn cái gì đâm hết rồi thả lưới quá không không luôn lượng con trời vinh cái ký con bọc đó là đó đó cái sáng lát sáng cái lát chết luôn rồi dính đâu cũng chết rồi vì ăn tấm lá luôn cái ngắt lâu này nãy giờ ông chết cũng hơi lâu lâu rồi đấy cái này là muối chiên rồi đấy đó nhịp nhịp đó chết không còn á dạo này không có lại nữa hả ừ hỏi gì sao không chán được con thất lát cả nhà ăn ngủ lại rồi đó giờ dít lại nè để trong đó luôn đi ừ để cặp máy lưới máy hả này lưới 7 kìa dính nước kìa dính nước kìa dính đi dính cá cha cái gì cá cha cha cũng được cũng được cũng chết nữa rồi nhắc rồi dính vô bó màng hết dễ gì lên ngớp đâu có được đâu thì cá nó ngớp cái hàm luôn mà không dính gì muối chiên nữa muối chiên chết muối thấy cái bọ thấy cái bọ để đó dính lưới hãy bỏ đi tao lắm như mấy có đó đó cá cha nữa cá cha nó nhỏ không nhỏ không có đuôi ta đâu ta bự kìa tim lên đó kìa bán cá cha được 3 kg gỡ gì nhỏ bự quá gỡ không nổi phải không bự quá gỡ không nổi cái này dính đó ủa có dính nó dài dài đó chơi cá cha nữa kìa cá cha nắng nữa kìa, cá cha bằng bự kìa. Ô, cá nó bự kìa kìa kìa. Ô. Cá nó lát nữa kìa. Được được được. Chưa. Được được. Dính cá cây ra. Dính cá cây nữa. Tay dính vào đầu dưới rồi nè. Đầu dưới rồi. Giữa không dính hết trơn. Ở đây mình động rồi, nó đi rồi. Nó dính nữa kìa. Ô. Thắt lát im nghe. Cá của ông cha là cá ký quá. Chụp coi chụp dục mạnh lên dục mạnh lên coi mày sợ văng chứ chúng mấy bờ vậy dục quá cá đó cha này im nè bởi ô đó lát nữa được ủa thằng lát nữa nè người đây con nè có lý mà cứ ngắt luôn ha chết trời xé
Thôi phao mà chưa bỏ vô thao, gỡ con cá mà ăn hồn sống. Chút cái nó ôm vô luôn hả? À. Trời. Đó dính thắt lát nữa thì cha. Vô đếm, vô đếm. Vô đếm, vô đếm. Cũng được ha, cũng. Đó, đó còn thắt lát. Thắt lát, thắt lát nữa nè. Ừ, hầm này thắt lát dữ rồi. Ở đây thấy chú bớt, đằng kia thấy im im đậy hả bà? Nó dính hết lứng vậy ha. Ăn. Tính ra bữa nay làm bán mà chút bớt gột coi rồi. Đúng rồi. Thua. Bán. Số không có bán, số tặng một ăn không. Hả? Cha cha. Lát này bán cũng mấy chục ngàn ký gì đó, trăm ngàn. Thật lát đó cũng giá cao quá. Bán là thua rồi. Bán cái nào? Cái này giáo cột phá. Giáo quẩy la mặt luôn. Tính gọng bỏ vô gọng sống bỏ đi buổi trời chết quèo. Về xã ba lưới này cũng mệt xỉu. Có phi biết không, lưới thả thả lưới cái rảnh lưới bốn được con. Lưới năm được con, mua hết nữa, mua hết lưới rồi. Chà. Cái con cường kiếp cửa này. Cái này ốm ha, thiếu mồi ăn, thiếu cá trong này nó ốm. Đây có ăn được cái gì đâu, có ăn gì đâu mà không ốm. Thắt lát nó hơi gì kìa. Ừ. Đang đó hả? Chắc khắc lát quá. Cũng bộn ha. Thử được chất bót rồi chứ. Chà. 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 Ủa chỗ này dính dữ luôn. Ăn ủi. Ăn ủi. Chắc mấy bò đó. Yêu quay. Chắc mấy bò bển ha. Ừ. Mấy bò bển ở bển nó mát cái gì á. Mấy bển gì á. Nó dính hai bên bờ không à. Bởi vì dính hai bò phải à. Thấy cũng được được mà. Hết lưới rồi. Rồi hết luôn. Dính cá một chùm tao biết hết. Hết rồi. Báo hiệu là hết. Ừ báo hiệu là dính một chùm là hết rồi nha. Cũng một bò cũng được 4 kg á. Trời ơi, đưa gọng luôn. Tao lấy được nhiêu rồi cái nào ơi. Bỏ gọng luôn. Bỏ gọng vô khách luôn. Cái trà ở đây nó hơi ốm luôn nè. Phải khúc nửa tay gì à. Nửa tay bên đây không có. Ừ. Thấy không, được nửa tay này nhiều lắm đó. 5 kg à. Phải dính như bển hay làm nửa khổng luôn. À, khoảng cỡ 5 kg cả nhà ơi. Giờ về coi nếu mà ăn không hết thì bán nha. Thì xin chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Cô cả nhà nghe. Thì nãy giờ thì Hiếm Ba với lại Phong với lại ông Út đồ cả nhà đi ra chăn lưới nha. Giờ thì đem vô trong lộ bán cả nhà ơi. Bán tím kiếm tiền uống cà phê Hiếm Ba. Ôi. Chơi, từ. Mấy con cá cha này ai mua làm khô á, bán rẻ cho người ta làm khô Hiếm Ba. Cá nhỏ nè. Được nhiêu đó hả Hiếm Ba? Đây cá rô phi to nè cả nhà ơi. Giờ là tiền với lại Hiếm Ba sẽ ngồi bán nha. Cá này cá dù đếm rồi Hiếm Ba. Đếm này ngon thấy ghê luôn á. Này là tiền cũng không biết giá nhiều nữa, nãy hồi Hiếm Ba ra Hiếm Ba bán nha cả nhà. Để cá lát hay gì hay cá cha? Cá lát nghiền đi. Nó còn đắng mất tiền hơn.
mấy con biển bội bội hơn cũng mua kìa. Ba bốn con ha. Khác lát này mua làm gì ta, chiên hả? Chiên ta nạo ra điện thoại để hết cũng mua 4-5 con luôn kìa. Lát này được căng có giá lắm đó. Dạ. Cá không chín ơi. Ba ông có cá không? Ông có cá nè. Cái trà. Cá phi. Cá phi ha. Cá phi bự nhỏ lộn xộn nè. Mua 2 con cá nằm bên dơ. Bên đây phải không? Này nhiêu ký ba? Cái bự được 25 đi. Bự 25 nè. Ừ. Nhỏ thì 15, nhỏ nữa. Rồi. Lộn xộn 20. Cái này 800 g à. 800 g 8 lần 2 thì 16 20. Có 10 ngàn à, thôi trả. Trả 10 ngàn đi, có tiền trả 10 ngàn. Không có tiền, đâu có tiền đâu hỏi. Để nó đi chín đây. Thiếu. Rồi, thiếu, mới đầu không có bán thiếu. Nguyên nhà nó hiếm không? Không bán thiếu. Chứ nào cho ba đỉnh rồi chứ chính ba cái phi hay cá cha gì đó cái dù đếm ngon đó. Cái này con riêng đi. Cá này đi. Nè trả 20 ngàn nè. Ôi thì nó có tiền gì mới mà không chịu trả. Nó đưa bự cho thối mới chịu. Giờ này là cũng vắng nha cả nhà. Chính điện chó rồi chính. Có ăn lên. Mấy cá bằng khô. Mấy cá cha này bán rẻ bằng khô đi chứ làm gì giờ. Hai mối về ra giờ. Giờ mối về. Nè cá này mình bán 25 ngàn ký đi. Cá này 15 ngàn ký đi cho nó muối. Ừ. Cái này nè. Mấy cái này 15 ha. Ừ. Còn cá dầu đếm. Dầu đếm thì 30. Mấy cá này hình như là nó bị thiếu ăn á, nó hơi ốm. Đâu trong hầm nó có ăn uống gì cỏ không? Cỏ không phải không? Ừ. Chọn đi làm biếu coi. Kêu cô hai hỉ rồi chính, kêu giùm con ơi chính. Cá sắc lát nữa. Cá sắc lát. Cái này muối xả chiên cũng ngon đó bà hai. Cứ cứ khứa rồi đó. Nhiều cá không ba? Nhiều đó. Nhiều hả? Có nửa khúc dính thà mà dính bắt tay là nhiều lắm. Vậy đó hả? Ừ, dính con chút hả? Cái đó mình kéo lưới đâu được đâu hả? Ừ, bịch hù cũng chặt, ổng chặt hết buổi. Vậy đó hả? Mới lớn mà vừa văng tay lưới. Cá chị ba ơi. Cực lắm. Cá dầu đếm, cá cha, cá rô phi, cá lát. Con chị hai cá rô phi. Hai cá rô phi ha. Ba con luôn đi. Nhiều ba con bự. Ba con bự đi. 20 ngàn. Ba bự đi 20. Ba con đi. Muối. Ba con đi ký chứ gì. Chín chín bự hơn. 900 g à. Chín chín lần 2 là 18 ngàn. Chỗ này cát lát 5. 15 ngàn chứ cái lộn xộn. Cát lát nhiêu ký vậy? Thứ ba. Cát lát bán 50 ngàn ký thì rẻ. Mấy cá này không có tiền móc quà không ra. Mua về muối làm khô. Móc hoài không ra. Mua mấy cá bây giờ làm khô đi bà Năm. 18 ngàn, thối là 32 ngàn. Lụm cát lát vô luôn ha. Cá này về nạo. Còn mấy là muối xả. Ừ, nhỏ muối quanh biển. Dạ. Mấy con nhỏ nha. Ở Bắc này luôn đi nè. Biển đi. Ừ. Bắt hết đi chị ba bằng khô ngon quá chị ba. Hết đi, có 15 ngàn ký thôi. 700 gram. 7 lần 5, 35 ngàn. Rồi. Nếu bán được 30 ngàn. 35 ngàn rẻ. 35 xì. Đi căng đi. Có nhiều lại đi chợ căng cái tốt mình không ăn. 35 hối lại 15 ngàn. 15 ngàn. Bỏ mấy cái này vô luôn. Đây. Bỏ vô luôn cho bà làm khô luôn đi. Ừ. Ừ. Cảm ơn nghe Nam. Bán không chịu ép chưa. Kêu bà hai còn con cá dầu đếm với cá ấy nè. Nè tặng thêm con cá nhẫn nè. Tặng thêm 1 tới 2 kg luôn. 2 kg đi, 2 kg thì nó nhiêu ký? 30 ngàn. 30.
30.000 còn là 2.000, thôi 2.000 cho nó. Thôi 2.000 hả? Trời ơi, không có 2.000 nó hiếu đi, bữa nào trả. Chị cái amen kìa, qua cái amen kìa. Còn 2 cá này để qua đây luôn đi. Cảm ơn nhiều nghe. Ồ, bộ móng sơn tới giờ chưa xúc luôn ha. Mặn móng mà cái giấy cái xúc hoài đang có mặn hoài à. Tôi giấy đừng chấp. Còn cá vào đếm như cá cha nè bà Sáu ơi. Ăn cá cha đó nhiều không sao? Ừ, ba. Cái này 900g. 25.000 ký. 9 lần 2 18, 9 lần 5. Giảm hết rồi hả? Rồi, không có giảm. 22.000. Cá vô đếm kìa bà Sáu, về có lạc. 450g. Con này đi ha. 450g nhiêu ký? Ký thì nó nửa ký thì cái này nhiêu ký? Hàng bán 4.000 ký thì cái vô đếm. Ta bán tới 60 con cái nhỏ nó 40 thôi. Nửa ký 20 và này bán 18.000, 450g. 18.000. 400g nửa ký yếu một chút đó. Bớt 2.000 thôi. bà Sáu đưa con tiền lẻ đi bà Sáu. Bây giờ con đang kẹt tiền lẻ. Con cá này nãy nhiêu tiền, tính nhiêu tiền? 22.000 thôi vậy. 900g phải không? 18.000. Có 18 thôi. Rồi, cảm ơn nghe bà Sáu. Cá này bà kho lạc. Bà Sáu ưa cá dảnh. Con cuối cùng là 22.000 nha. Căng luôn, lấy con này luôn ha. Nên đó luôn căng rồi, căng nữa, căng một thiếu. 22.000. Căng tới luôn, tới luôn hoài là thiếu đó. Cái 2.000. Cái này 22.000 rẻ luôn. Bự chà bá. Ừ. Ui dạ. Đây. Tiền rồi. Ừ, ăn 10 ngày. Thôi 28. Đó lựa nhiêu tiền. 23.000. Đây, 28. Cảm ơn nha. Bán được trăm mấy ba? 101, 102, 180.000. 180.000 mà vốn 35.000. Là còn lại 145.000. Thì hôm nay là bán cá là được 145.000 nha cả nhà. Giờ thì tiền cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại ông bà con chú anh chị video sau.